Nói về sự kỳ quái thì chắc là trong One Piece không ai kỳ quái bằng Luffy rồi đúng không? Cứ nhìn phong cách chiến đấu của cậu ở mấy chap gần đây thì đúng là quái đản thật. Và bên cạnh đó, nhờ vào sức mạnh đặc biệt này thì Luffy đúng là có nhiều khả năng quái dị thật đấy. Chào mừng các bạn đến với Tao Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại những khả năng kỳ quái của Luffy kể từ khi cậu thức tỉnh được sức mạnh của trái Nika nhé. Biến đổi môi trường. Có thể thấy là với đặc tính ban đầu của bột trái Paramecia thì Luffy hoàn toàn có khả năng biến đổi môi trường xung quanh cậu khi thức tỉnh. Mặc dù đúng là Ngũ Lão Tinh để nói rằng trái cao su thực chất là bột trái Zoan thần thoại mẫu thần Nika, nhưng không có nghĩa là nó không mang cả tính chất của trái Paramecia vào đó, đặc biệt nhất là ở những hệ Zoan thần thoại khác. Chúng ta chưa từng được thấy bất kỳ kiểu biến đổi môi trường nào từ họ, kể cả Phượng Hoàng, Rồng Rắn hay cả Phật Tổ. Và ở cháp 1044, Luffy chính là trái Zoan thần thoại đầu tiên và cũng là người duy nhất sở hữu trái Zoan thần thoại có khả năng biến đổi môi trường xung quanh thành thứ sức mạnh mà cậu sở hữu. Khả năng này mặc dù vẫn chưa được xác nhận là gì, nhưng có giả thuyết cho rằng trái Nika của Luffy đặc biệt đến mức nó vừa là trái Zoan, vừa là Paramecia, và khả năng biến đổi môi trường của trái Paramecia khi thức tỉnh đã không còn lạ lẫm gì đối với người xem nữa cả. Tuy nhiên, cũng có những người cho rằng khả năng biến đổi môi trường xuất phát từ khả năng chiến đấu tự do của Luffy, cho cậu có thể làm bất cứ thứ gì mà cậu muốn, và ngay cả việc biến đổi môi trường xung quanh thành cao su cũng vậy. Nhưng bản thân mình thì lại nghĩ rằng trái Nika có đến hai hệ sức mạnh trong nó, nên mới bá đạo như thế. Nhưng nếu nhìn lại giả thuyết thứ hai thì nó lại hợp lý hơn đúng không? Và như đã thấy, thì với khả năng biến đổi môi trường xung quanh và tha hồ tác động lên nó, thì Luffy thực sự đã biến đổi cả vùng chiến trở thành lãnh địa của riêng cậu, giúp Luffy có thể tha hồ thoải mái, tự do làm bất cứ điều gì cậu muốn trên vùng đất mà cậu biến đổi, khiến cho Kaido phải cực kỳ khó chịu khi phải đối đầu với Luffy, và thậm chí là hắn còn rất băn khoăn rằng không biết tại sao mà Luffy lại có thể làm được như thế nữa. Biến đổi cơ thể. Đây có lẽ là khả năng cơ bản nhất mà một người sử dụng trái Zoan có thể làm, đặc biệt là Zoan thần thoại. Nhưng nếu không phải là trái Zoan thì chúng ta cũng đều đã từng thấy trái Paramecia hay trái Logia biến đổi cơ thể của họ rồi đúng không? Mà cũng có thể nói là đặc điểm chung của cả ba hệ trái ác quỷ là hệ nào cũng có khả năng biến đổi cơ thể của người dùng hết. Ngoại trừ Paramecia thì đã hơi tập nhàm một tí vì không phải năng lực nào cũng biến đổi cơ thể được. Nhưng nói chung, vẫn có rất nhiều những năng lực Paramecia biến đổi cơ thể người dùng như Bellamy, Dashbone, hay dễ thấy nhất chính là Nico Robin. Có thể nói, biến đổi cơ thể là một khả năng đặc biệt mà chỉ có trái quỷ mới làm được. Và với một trái Zoan hay trái Zoan thần thoại thì việc biến đổi cơ thể lại phụ thuộc vào tính chất cơ bản của một trái Zoan. Người dùng hoàn toàn có thể dễ dàng biến thành loại vật mà họ đã ăn như chó mèo hay sư tử hay hổ báo. Và việc này cũng hoàn toàn được thể hiện rất nhiều, thậm chí là từ khi chúng ta còn chưa được biết Luffy là Zoan chứ không phải Paramecia. Cơ thể cao su của cậu cũng có thể được xem là một dạng biến đổi cơ thể. Và với việc thức tỉnh thành thần, biến đổi cơ thể thành Nika, thì Luffy chính thức đã có được khả năng tự do và co giãn còn mạnh hơn và vượt xa hơn sức mạnh co giãn mà lúc trước cậu sử dụng nữa. Chi tiết là ở thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa được chứng kiến quá trình biến đổi của Luffy mà thôi. Chắc là sau khi lên kế hoạch xong xuôi, tác giả sẽ cho chúng ta chứng kiến quá trình biến đổi cực kỳ hoành tráng từ người sang thần của Luffy đấy nhé. Biến đổi luôn cả cơ thể người khác. Có lẽ một trong số ít khả năng của Luffy thì chỉ có vài năng lực đặc biệt là cho người dùng khả năng biến đổi và tác động lên cơ thể của kẻ khác mà thôi. Và chủ yếu là đến từ trái Paramecia, chứ hai hệ khác thì hoàn toàn không làm được như vậy. Ngoại trừ trái Zoan của Luffy ra, bởi vậy nên mình mới thắc mắc rằng không biết liệu trái Nika có phải là trái quỷ đặc biệt có hai hệ không mà lại sở hữu khả năng của cả hai hệ khác thế này. Và với năng lực cao su của thần Nika, khi thức tỉnh, Luffy không chỉ biến đổi cơ thể của bản thân, biến đổi môi trường xung quanh, mà thậm chí là còn biến đổi luôn cả cơ thể kẻ khác, mà ví dụ rõ ràng nhất chính là Kaido. Mặc dù chả liên quan gì đến sức mạnh cao su, nhưng Kaido cứ thế mà bị Luffy hành cho lên bờ xuống ruộng, kéo hẳn vào phong cách chiến đấu của cậu, và cho con rồng này một phen khó hiểu. Nhất là trong One Piece từ trước tới giờ, năng lực của Luffy tự do tới mức có thể ảnh hưởng đến kẻ khác và đưa chúng vào tình trạng giống như cậu đang sử dụng. Mặc dù khả năng này từ trước tới giờ chưa từng được Luffy thể hiện khi trái cao su vẫn còn là trái Paramecia, có lẽ chỉ khi thức tỉnh được sức mạnh thì Luffy mới có khả năng đó. Và điều đặc biệt ở đây, và có lẽ như Luffy cần phải chạm vào mục tiêu của cậu để có thể biến đổi chúng.
Và với Kaido thì hắn đã bị Luffy chuyển từ nhân vật manga trở thành nhân vật cartoon, với các định luật vật lý thông thường không có thể áp dụng lên cơ thể vật lý của Kaido được nữa. Thậm chí là bây giờ, từ bụng đến đầu chỉ cần đi một đường là có thể bay ra, hay cầu mắt mỏng manh lại có thể bị kéo giãn ra như thế này thì đúng là ảo ma Canada thật đấy. Hiện tại thì kẻ địch của Luffy chỉ có mỗi Kaido, nên tất nhiên chúng ta chỉ được xem mỗi hắn biến thành cao su như cậu thôi. Tuy nhiên sau này chắc chắn sẽ còn nhiều kẻ nữa cũng bị ảnh hưởng bởi phong cách chiến đấu tự do này của Luffy và trở thành hoạt hình luôn cho mà xem. Miễn nhiễm với sấm sét. Đây có lẽ là tính năng mà từ trước tới giờ Luffy đã luôn được sở hữu. Kể từ phần phim Jaya thì chúng ta biết rằng người chơi hệ sét không hề ảnh hưởng tí gì đến Luffy cả. Thậm chí khi đó là dòng điện có mấy trăm triệu vôn hay điện từ một đám mây đi nữa thì Luffy vẫn cứ trời trời ra đó, chứ có ảnh hưởng miếng nào đâu. Trước đây thì khi nói về khả năng miễn nhiễm dòng điện của cậu thì người ta sẽ nghĩ ngay đến việc Luffy có năng lực cao su, mà cao su thì cách điện, thế nên nó mới giúp cậu miễn nhiễm với thứ sức mạnh đáng sợ này. Cơ mà có lẽ là từ hồi Ino thì ai cũng đều cảm thấy có chút gì đó sai sai, vì cao su bình thường không thể nào chịu được dòng điện lên tới mấy trăm triệu vôn như thế mà không bị làm sao được. Mặc dù là có thể cách điện, nhưng sức nóng của dòng điện vẫn đủ lớn để đốt cháy được cao su nếu như cường độ dòng điện quá lớn. Vì vậy nên mới nói, từ lúc đó, mình đã cảm thấy năng lực cao su này có cái gì đó sai sai rồi. Và đến chap 1044 thì đúng thật là nó sai thật, vì năng lực thực sự của Luffy không phải là cao su, mà là năng lực co giãn của thần. Và với năng lực co giãn của thần có tính chất của cao su, nên cao su này nó xịn hơn cao su thường. Sấm sét hoàn toàn chẳng thể làm được gì cơ thể của Luffy, thậm chí là dòng điện có cường độ cao đi chăng nữa. Cũng không khó hiểu khi thấy Big Mom lẫn Ino há hốc mồm khi Luffy cứ chờ ra khi họ quăng cả đống sấm sét vào người cậu. Và đỉnh điểm là ở chap 1047 mới đây, Luffy không những miễn nhiễm với sấm sét mà cậu còn cầm nắm luôn cả sấm sét và dùng nó để tấn công Kaido nữa chứ. Thành thực mà nói thì trong chap 1046 trước đó, nhìn Luffy không khác gì một vị thần sấm cả. Khi đây thì chỉ cần Nami lên sân thượng, dùng Zed quăng sét cho Luffy chơi thì cái trận chiến này trở thành sân chơi của cậu cho mà xem. Miễn nhiễm với chấn động. Đúng là Luffy cùng với râu trắng chưa bao giờ đánh nhau, và cả râu đen cũng chưa bao giờ tấn công cậu bằng trái chấn động của hắn. Thế nên là chúng ta cũng chưa biết được liệu Luffy có miễn nhiễm với chấn động như cách mà cậu miễn nhiễm với sấm sét hay là không. Tuy nhiên, theo những gì mà chúng ta được thấy ở Marineford, thì năng lực vật vàng của Sengoku có thể được xem gần giống với năng lực chấn động đúng không? Mặc dù nó không truyền về chấn động như trái Gura, nhưng rõ ràng là chấn động đó của vật vàng cũng cực kỳ lợi hại. Đặc biệt là bên Nhật Bản hay hầu hết những nơi hay xảy ra động đất trên thế giới thì họ thường dùng cao su để hạn chế tối đa thiệt hại nặng nề do các cuộc chấn động gây ra. Và với cơ thể làm hoàn toàn bằng cao su hàng hiệu của mình thì có thể rõ ràng Luffy sẽ có khả năng kháng động đất phần nào nếu phải đối mặt với râu đen sau này rồi đúng không? Hoặc thậm chí là cả những chấn động từ những kẻ khác nữa. Mặc dù chưa được thấy Luffy đánh với trái Gura bao giờ, nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được sau này cậu sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với sức mạnh đó rồi. Bên cạnh đó thì màn ngăn cản chấn động từ vật tổ ở Marineford của Luffy cũng đã khiến cho chúng ta cảm thấy được khả năng kháng chấn động của cậu thú vị tới mức nào. Và mặc dù là chưa được xác nhận, nhưng mình nghĩ là sau này chúng ta sẽ được nhìn thấy khả năng này của cậu mà thôi. Tự phát nhạc nên. Thông thường thì trong những trận chiến lớn, ngoài quân lính là đại tướng ra thì sẽ có một người đánh trống, đóng vai trò là người giúp cho tinh thần trận chiến của đội quân của mình trở nên hăng say hơn. Mặc dù không có đánh đấm gì nhiều lắm trong trận chiến, nhưng tiếng trống nâng cao sĩ khí của một người thực sự là tiếng trống cần thiết trong trận chiến. Vì nếu không có tiếng trống đó, có lẽ máu chiến của mọi người sẽ bị giảm đi rất nhiều. Hẳn là ai khi chơi game hay làm gì cũng mở nhạc lên cho máu chứ gì nữa. Hay trong những bộ anime, cứ mỗi lần nhân vật chính làm gì đó xịn sò là y như rằng nhạc nền sẽ nổi lên. Vậy nên, nhạc nền là thứ vô cùng quan trọng để có thể chiến thắng trận chiến. Và tuy là Luffy không thể có nhạc nền khi chiến đấu như Apu, nhưng ít ra mỗi khi chuyển sang dạng thần Nika ở Gear 5 thì tiếng trống phát ra từ cậu cũng có thể được xem như nhạc nền rồi đúng không? Tiếng trống từng nhịp, không biết vì sao lại có tiếng trống như thế, nhưng nó lại theo từng nhịp nhất định. Và nếu lên phim thì chắc chắn nó sẽ nghe giống như tiếng trống cắm trại mà chúng ta đã được nghe khi hồi họ còn ở trên đảo trên trời chăng? Và với dạng thần này của mình, nên mỗi khi biến thân, chúng ta sẽ được nghe thấy tiếng trống nhạc nền mình Luffy tự phát ra từ cơ thể mình. Đặc biệt là không hiểu vì sao mà đánh nhau tới tận bây giờ, Kaido vẫn không có ý kiến gì về âm thanh tiếng trống phát ra từ Luffy. Có thể là hắn không nghe thấy,
hoặc cũng có thể là hắn có nghe, nhưng hắn tôn trọng sở thích và đặc điểm của người khác chăng? Đúng là không thể biết được nhỉ? Giảm hoặc miễn nhiễm với đau đớn. Mặc dù đối với những đòn đánh sử dụng haki vũ trang thẳng vào cơ thể thì đúng là không còn gì đau đớn hơn. Tuy nhiên, nếu chỉ là va chạm vật lý bình thường như ăn đấm, gõ búa, ăn giọng từ chùy hay thậm chí là cả đạn đại bác bắn thẳng vào tim thì cũng chẳng có tí gì gọi là hề hấn với cơ thể làm bằng cao su của Luffy cả. Tuy nhiên, haki thì lại là một vấn đề khác, vì đó là sức mạnh duy nhất mà bản thân của một người có thể sử dụng để chiến đấu ngang hàng với năng lực trái ác quỷ. Vậy nên, việc Luffy bị vô hiệu hóa trước haki thì đúng là tội nghiệp cậu thật. Tuy vậy, nhưng mọi tác động vật lý bình thường đối với Luffy đều chẳng có đáng gì hết. Cậu cũng đều hoàn toàn bình thản trước mọi đòn tấn công về phía mình. Và giờ đây, Luffy chỉ ngại mỗi haki mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề đã được giải quyết khi Luffy thức tỉnh được trái ác quỷ của mình. Và khi thức tỉnh, mọi năng lực của cậu đều đã được tăng cao hơn trước, kể cả khả năng miễn nhiễm đau đớn nữa. Rõ ràng là thế. Tất nhiên là nếu dùng haki thì Luffy vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau khi dính đòn, thậm chí là không thay đổi gì như trước khi thức tỉnh nữa. Tuy nhiên, như mình đã nói thì mọi năng lực của Luffy đã được tăng lên, nên thành ra là mặc dù chịu đòn đau đớn nhưng Luffy cũng chẳng hề hấn gì mấy. Trước khi thức tỉnh thì một đòn Loyal bát quái đã giúp cho Luffy được nghỉ ngơi ngay trong trận chiến của mình. Còn sau khi thức tỉnh thì đòn Loyal bát quái đó chỉ khiến cho cậu trở nên sung sức hơn mà thôi, chứ không có tí gì gọi là Luffy đã bị đánh bại cả. Tuy nhiên, nếu năng lực này càng trở nên mạnh hơn, thì ai biết là liệu sau này Luffy có thực sự kháng được cả đau đớn khi kẻ địch dùng haki hay không? Hãy cùng chờ xem nhé!